Rồi, chúng ta đi qua đề số 3 nha. Câu thứ nhất, kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất? Chúng ta học rồi. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất, đó là wolfram. Để thu được CO từ dung dịch CuNO4 theo phương pháp thủy luyện, có thể dùng kim loại nào sau đây? Chúng ta dùng phương pháp thủy luyện là kim loại đẩy muối. Như vậy các em có thể dùng sắt để đẩy đồng ra khỏi muối của chúng. Như vậy ra được là FeSO4 cộng cho CO. Lúc này chúng ta thu được CO bằng phương pháp thủy luyện. Câu số 3 cho thí nghiệm nào sau đây là không có phản ứng xảy ra? Cho kim loại đồng và HNO3, này có phản ứng tạo khí NO2 màu nâu. Cho sắt 2 cộng sắt 3, sắt cộng sắt 3 này phản ứng được nha. Giấy đen đứng trước đồng cho nên cũng phản ứng được luôn. Chúng ta sẽ chọn đáp án câu C là Cu, thì nó không tham gia tác dụng với HCl, tương tự như là Ag nha. Đứng sau H cộng trong giải điện hóa thì không tham gia vào phản ứng. Câu C. Trong thực tế không sử dụng cách nào sau đây để bảo vệ sắt khỏi bị ăn mòn? Chúng ta gắn đồng vào thanh sắt, đồng đứng sau sắt, cho nên là cái hợp kim sắt đồng thì sắt sẽ bị ăn mòn. Cho nên đọc ngay câu A chúng ta biết nó là sai rồi. Tráng kẽm bên mặt của sắt. Như vậy chúng ta sẽ gắn lên kẽm trên cái bề mặt của thanh kim loại sắt thế này, hoặc là phủ lên lớp sơn cũng được. Chúng ta phủ lớp sơn bên ngoài, tráng thiết lên bề mặt sắt. Người ta tráng có nghĩa là người ta phủ lên trên em ha, được nha. Để làm sạch lớp cặn trong các dụng cụ đun và chứa nước nóng, người ta dùng ở đây cái dụng cụ đun á, thì đa phần là nó có chứa thành phần của nước cứng, cho nên nó dưới đáy nó chứa CaCO3. Lúc này chúng ta dùng giấm ăn là CH3COOH, thì lúc này nó sẽ hòa tan cái lớp đáy mà cặn ở dưới ở các dụng cụ đun, đó là CH3COO 2 lần Ca cộng cho CO2 và nước. Trong công nghiệp, Mg được điều chế bằng phản điều chế bằng cách nào dưới đây? Chúng ta điện phân nóng chảy là Mg sẽ là 2A. Các kim loại từ nhôm trở về trước thì chúng ta đa phần điện phân nóng chảy muối clorua của chúng, nhưng phần riêng KLCl3 nó thăng qua cho nên người ta không dùng AlCl3 mà người ta dùng Al2O3 điện phân nóng chảy, tốn kém hơn rất nhiều. Rồi câu số 7. Hòa tan hoàn toàn 20,7 gam hỗn hợp ít gồm nhôm và sắt với dung dịch H2O4 loãng thu được là 15,12 lít khí ở điều kiện chuẩn. Phần trăm khối lượng của Al trong mít là. Như vậy chúng ta vẫn đặt cái giải cái hệ ra nha. Al với sắt. Ở đây chúng ta đặt là ít mol, sắt là y mol. Ở đây các em có cái hệ là chúng ta có khối lượng hỗn hợp là 27 ít cộng cho 56 y thì nó bằng 20,7. Và ra thể tích của hydrogen là 15,12. Chúng ta chia cho 22,4. Ra được là 0,675. Như vậy nhôm quá trị 3 cái này ra 3/2 F2 là 3x/2x cộng cho y, này ra được là 1H2 thôi. 3/2 H2. Như vậy chỗ này cộng cho y nó sẽ bằng là 0,675. Thì đây chúng ta suy ra x đi.
Mod 51 chúng ta bấm cái hệ ra 27, 56, 20,7, 3 phần 2, 1, 0,675. Em giải ra x là 0.3 là 0.225. Ở đây chúng ta tính phần trăm của L ra. Khối lượng nha. Bằng là 0.327 chúng ta chia cho 20,7 100% đáp số. Chúng ta được là 39,13%. Nghe các em chọn đáp án là câu C. Rồi nếu do dung dịch FeCl3 vào dung dịch natri hydroxit thì xuất hiện cái tổ màu. Ở đây chúng ta có màu nâu, màu đỏ là câu D. Cho amon sắt tác dụng với amon khí clo thu được hỗn hợp rắn ít, cho ít vào nước thu được y. Như vậy là sắt cộng với clo 2 lúc này tạo ra sắt 3. FeCl3 hai lần lẻ 3 ta nhận chẵn. Khi đó khi trang vào nước thì nó tạo thành dung dịch FeCl3 thôi. Đó. Rồi bây giờ chúng ta khi trang vào nước thì chúng ta là sao ha? Khí clo ở đây các em có là tôi đặt là amon. Thì chỗ này sẽ là 2/3. Đó. Đề bài cho ban đầu của sắt là A, như vậy cái này còn sắt còn dư nó là A trên là trên 2. Như vậy sắt dư này nó sẽ phản với sắt 3 FeCl3 trở về sắt 2. Hai lần. Ba lần. Như vậy sắt dư thì chúng ta có là A trên 2 nhân ở đây thành A. Như vậy sắt 3 chút sắt 3 chúng ta sinh ra đây là 2/3. Như vậy đây sắt 3 2/3 sắt 3, như vậy đây các em thấy A đây là, ở đây chúng ta thấy là sắt 3 nó vẫn còn đây. Xin lỗi, cái sắt dư này là 1/3 nhất là A chia 3 nha em, 1/3. Như vậy chỗ này là A chia 3 dư. Như vậy sắt dư chúng ta có là trên 3. Như vậy đây là sắt FeCl, sắt là A trên 3, FeCl3 là 2A trên 3. Đó. Như vậy sắt 3 dư hết luôn, sắt cũng dư hết. Như vậy cái dung dịch cuối cùng này nó chỉ chứa FeCl2 thôi, không tác dụng với chất này. Ở đây chúng ta chọn đọc ha. NaOH á, AgNO3 thì nó cho ra AgCl hoặc là Ag cái tủa. Còn với NaOH á, để ra được cái BOH2 là cái tổ. Với Cl2, FeCl3, còn với đồng không phấn, chúng ta chọn D. Cho giải các chất số giải kim loại phấn được với H2O4 lỏng là chúng ta những kim loại nào đứng sau H cộng giải đơn hóa thì có bạc và đồng. Như vậy chúng ta chỉ có sắt nhôm thôi. Ok. Chín gam glucose hiệu suất 80% được về đích. Như vậy em có số mol glu là bằng 9 chia ra 180. Bằng.
là 0,05 mol. C6H12O6 thì chúng ta đem lên men rượu, lúc này ra được là 2C2H5OH cộng cho 2 lần CO2. Từ đây chúng ta có 0,05 thì CO2 sẽ là 0,1. Như vậy về đích của nó là 0,1, chúng ta nhân ra hiệu suất của nó là 0,8 nữa. Như vậy là 0,08 nhân cho 2, 2,4. Chúng ta được là 1,792. Đây là lít nha. Chúng ta chọn câu A. Rồi câu số 12 cho dung dịch hỗn hợp, cho hỗn hợp CU và H2O3 và HCl dư, sao vẫn sẽ ra hoàn toàn thu được dung dịch ít và một chất rắn không tan muối của dung dịch sau đây. Do HCl dư cho nên F2O3 này nó vẫn hết với HCl dư, nó tạo ra FeCl3 cộng cho nước 2 lần. Ở đây chúng ta bao oxy 6 cộng. Như vậy sao phản ứng này đồng nó sẽ hòa tan sắt 3 một phần. Thành CuCl2 cộng FeCl2 2 lần. Như vậy kim loại rắn còn dư á, thì ra rắn dư, rắn không tan, đó là Cu. Mà Cu không tan thì chắc chắn không thể tồn tại sắt 3 được, sắt 3 nó hết. Chúng ta chỉ có sắt 2 với đồng 2 thôi. Như vậy chúng ta chọn đáp án câu B. Rồi câu 13 carbon thể hiện tính khử trong các phản ứng hóa học là dưới đây. Chúng ta biết đó, số oxy hóa tăng là khử. Giảm hóa, giảm có nghĩa là số oxy hóa giảm là chất oxy hóa. Như vậy carbon có tính khử khi số oxy hóa tăng, thì chúng ta từ 0 lên dương 4 hoặc là dương 2 thì nó sẽ tăng. Chúng ta chọn ngay câu A luôn. Còn cái này tất cả về số oxy hóa âm hết. trừ 4 và trừ 1, cho nên chúng ta chọn đáp án A. Chất này sau đây có tên gọi là đường nho, chất có nhiều trong quả nhà chính đó là glucose. Chúng ta chọn câu A. Năm trăm ml dung dịch glucose với bạn đi đáp thu được bao nhiêu bạn glucose là C6H12O6. Lúc này nó ra được là 2 bạc. Số mol bạc chúng ta chia cho 108, 0,8 chia 108 thì nó ra được là 0,1 mol. Như vậy 0,05 mol chính là số mol của glucose. Như vậy chúng ta suy ra là nồng độ, suy ra nồng độ của nó sẽ bằng là 0,05 chúng ta chia ra 0,5 thì nó sẽ bằng 0,05
chia 0.5 á thì nó bằng 0.1m. Như vậy chúng ta chọn đáp án là câu D. Rồi câu 16. Polymer thiên nhiên ít được sinh ra quá trình quang hợp của cây xanh. Như vậy polymer là tinh bột là C6H10O5N là. Ở đây là thường ít tạo với dung dịch iốt màu tím. Như vậy polymer ít là tính tinh bột, chúng ta chọn A. Chất có phản màu ure đó là peptide hay gọi là protein. Thì chúng ta chọn là B. Mười tám bác biển rồi sau đây là đúng, tất cả các amin đều là màu tím chuyển màu xanh. Thì một số trường hợp ví dụ như các amin anilin là C sát 5H2 thì chúng ta không làm đổi màu tím nha. Không đổi màu. Nên là trường hợp này là sai. Ở nhiệt độ thường tất cả các amin đều tan trong nước. Ở nhiệt độ thường một số amin tan tốt trong nước. Amin là ví dụ như là methylamin, trimethylamin và etinamin, dimethylamin và methylamin là những chất đều tan trong nước. Còn những amin lớn hơn thì chúng ta thấy nó không đúng, là câu này sai. Để rửa sạch ống nghiệm có dính anilin có thể dùng HCl. Chúng ta đúng ha, chúng ta dùng HCl. Anilin là C sát 5H2. Chúng ta cộng cho HCl thì nó ra được C sát 5H3Cl. Như vậy chúng ta chọn đáp án câu C. Các amin điều độc được sử dụng điều chế thực phẩm. Đã đọc rồi, xin lỗi không đọc. Các amin điều độc nha em, sử dụng điều chế thực phẩm là câu này sai. Rồi câu 19 cho 14,6 gram lysine và gam valanin cao cao H thu được dịch Y cho Y bắn HCl thu được mà gam muối với chị em bà là. Thì chúng ta đưa bài toán về cộng với chất dung dịch chất cuối cùng nha. Lysine là C5H9 NH2 2 lần COOH cộng cho HCl. Cái này hai lần là C5H9 NH3Cl hai lần COOH. Rồi valin cũng vậy là C4H8 COOH NH2 cộng cho HCl. Cái này chúng ta được là C4H8 NH3Cl COOH cao ghi lại. Rồi chúng ta cho thằng cuối cùng đó là cao H cộng cho HCl. Lúc này nó ra được là KCl và nước. Chúng ta phân phối giải hệ này ra. Ở đây các em có số mol của lysine là 14,6 chia 146 là 0.1. Như vậy số mol HCl nên dùng 0.2. Cao H có rồi là 0.3, HCl dùng là 0.3 luôn. Như vậy đề bài cho tổng HCl là 0.6, chúng ta trừ đi 0.5 thì còn lại là 0.1.
Rồi, từ đây chúng ta tính muối ra. Đây là 0.1. Đây là 0.1 luôn ha. Đây là 0.3. Thì em suy ra tổng khối lượng của ba muối lại là 0.1 nhân cho lysine là 146 cộng cho 36.5 hai góc, chúng ta nhân cho 2 nha, cộng một phân tử sẽ là cộng tiếp cho 0.1 nhân cho valine, valine là 117, chúng ta cộng cho HCl là 36.5, cộng tiếp cho KCl là 0.3 nhân cho 74.5. Không phẩy một chúng ta nhân cho 146 cộng 36.5 nhân 2 cộng 0.1 chúng ta nhân cho 117 cộng 36.5 cộng 0.3 nhân cho 74.5 thì chúng ta ra được là 59.6 gam. Như vậy các em chọn đáp án là câu D. Rồi câu 20 chất không phưởng thủy phân, nó là monosaccharide, chúng ta chọn câu A. Đốt cháy hoàn toàn 4.38 gam lysine thu được với lít nitơ. Các em có số mol lysine thì nó bằng 4.38, chúng ta chia cho 146 thì nó bằng 4.38 chia 146 0.03. Ở đây lysine là C5H9NH2 hai lần COH, cho nên nó có 2 nitơ. Lúc này nó ra được đúng số mol nitơ luôn. Như vậy chúng ta suy ra V nó bằng là 0.03 22.4, nó bằng là 0.672. Rồi câu 22 cho em m gam 2ST lên chiếc mạch thở với NH. Tác dụng với NH vừa đủ thu được 2 ancol đồng đẳng liên tiếp và 1 gam muối Y duy nhất đun nóng Y trong vôi tơi suất được khí hydro. Và phần trăm khối lượng của ST có phần tử khối lớn hơn lại. Như vậy chúng ta ST đơn chức. Như vậy là axit này là axit đơn chức, là ra muối đơn chức. Mà em đun trong vôi tơi suất là HCO tê độ. Lúc này nó ra được H2. Có nghĩa là cái HCR R này. R này chính là H luôn nha. Rồi, như vậy chúng ta có H rồi, mà ở đây có một muối duy nhất thôi. Như vậy 2ST đơn chức một muối duy nhất
thì nó có dạng là SUVO R cộng cho NaOH. Thì lúc này nó ra được là HCO Na cộng cho ROH. Đặt ra là trung bình nha. Hiểu thì hiểu là trung bình. Thì đem suy ra là HCO là 45 cộng cho R là bằng M. Nó cũng bằng luôn khối lượng muối là 60. HCO Na là 68. Thì đem rút ra R nó bằng. Ra được 23. 23 thì nó nằm trong khoảng 29 với 15. Thì đem suy ra hai cái te đó là H2O CH3 và HCO CH5. Ở các em đặt lại là YC, đây là YC. Thì đem suy ra khối lượng của hỗn hợp là M. M đây các em lấy 100g luôn cho nó dễ, hoặc một số liệu nào đó 100g cho nó dễ nha. Thì chúng ta lấy 60x cộng cho 74y thì nó bằng 100. Rồi số mol x cộng y thì nó bằng mol muối luôn, là bằng 100 chia cho 68. Đó, cho nên dễ giải. Chúng ta giải ra là 60, 74, 100, 1, 1, 100 chúng ta chia cho 68. Ta đã được là 75 phần 119 x bằng 100 phần 119. Thì đem suy ra phần trăm khối lượng của ta lớn hơn là 100 phần 119. Chúng ta chia cho 100 nhân cho 100%. Như vậy 100% á, chúng ta chỉ đơn giản mất là còn 100 chia cho 119 sẽ ra được là 100 chia cho 119 nhân cho phân tử khối là 74. Điểm ta được là 62,18%. Như vậy các em chọn đáp án là câu đề. Câu 23 phát biểu nào sau đây là sai? Brom 6 oxit là oxit axit màu đỏ thẫm, câu này đúng. Khi tan trong nước, brom 6 oxit thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan, thì câu này sai, chứ em đọc sách giáo khoa giùm nha. Nó có hai chất tan không tách rời nhau. Đó là K2, đó là H2CRO7. H2O7 và H2CRO4. Đó. Muối axit cromic và dichromic này nó nằm đồng thời với nhau. Như vậy câu B là câu sai. Cr2O3 tăng được KH đặt nóng đúng. Kiềm đặt nha. Cr tác dụng HCl dư thì ra giống như sắt ra sắt 2, Cr ra Cr2 cộng với nhau đúng.
Câu 24 cho em m gam sắt tác dụng dịch tiết chứa chứa sắt 3. Như vậy là chúng em có là sắt này cộng cho Fe NO3 3 lần và CuNO3 2 lần. Đây là 0.1, 0.4. Lúc này chúng ta thu được dung dịch y phản ứng xảy ra hoàn toàn và m gam chắc rắn do phản ứng hoàn toàn, nên khả năng dung dịch y này là chúng ta thấy chắc chắn là còn sắt, chắc chắn là sắt 2 rồi, tổng ra một phần tại đây có rắn heo đó. Như vậy là cái dung dịch y lúc này nó sẽ chứa là sắt 2 cộng, tại vì sắt sẽ phản ứng sắt 3 trước chuyển thành sắt 2 cộng. Ngoài ra có khả năng còn một phần đồng hay cộng còn dư, và chúng ta còn có NO3 trừ. Nếu không dư thì nó không bảo toàn điện tích nha, cho nên bắt buộc đồng hay cộng nó phải dư. Như NO3 trừ ở đây chúng ta có 0.8 cộng cho 0.3 và tổng NO3 trừ là 1.1. Ta để đây. Còn M gam su, chắc chắn cái này là su thôi nha. Và đây cũng là M sắt. Như vậy sắt 2 cộng này chúng ta chưa biết, chúng ta đặt là xì, anh này đặt là y. Như vậy các em có, chúng ta có là bảo toàn khối lượng, chúng ta bắt M đi. Là M cộng cho 0.1 nhân cho sắt 3 nitrat 56 cộng cho 62 nhân 3 thì là 242 cộng cho 0.4, chúng ta nhân cho đồng 2 đi chết là 64 cộng 62 nhân 2 188, thì nó bằng là 56x cộng cho 64y cộng cho 62, chúng ta nhân cho 1.1 cộng cho M. Các em đơn giản mất M hai vế rồi, vậy chúng ta còn hệ đi. Ngoài ra các em còn có bảo toàn điện tích đó. Chúng ta có phương trình thứ hai là 2x cộng cho 2y thì nó bằng 1.1 đó. Như vậy các em bấm cái hệ này ra rồi, EVN 51, 56, 64, ta chuyển vế là 0.1 nhân cho 242 cộng cho 0.4 nhân cho 188, chúng ta trừ đi 0.1.1 nhân cho 62 221.1, chúng ta đã ít đi ra, ít là 0.5. Y chúng ta giải ra được là 0.05, 0.05 mol. Rồi bây giờ chúng ta đã có ít y rồi, có ít y có nghĩa là có tính được đồng mà. Thì lấy m gam chúng ta cũng tính được sắt luôn. Như vậy tổng khối lượng đồng ở đây các em có lấy đồng, đồng ở trong hỗn hợp là chúng ta trừ, chúng ta ra m gam đồng này. Như vậy là m nó sẽ bằng là 0.4 trừ đi y là 0.05. Đó, chúng ta nhân cho 64 để ra khối lượng đồng. Trừ lên 0.35 luôn chứ, lấy số mol rồi ha. Chúng ta lấy số mol cho nó dễ nha em. Như vậy số mol của Cu rắn phía sau á, ở trong vách thì nó bằng là 0.4, chúng ta trừ đi 0.05 thì bằng là 0.35 mol. Rồi, em bảo toàn nghe. Cho vách vào H24 đặt nóng dư thu được về tích. Các em nhớ là hạt 24 đặt nóng thì lúc nào ra khí lễ tổ đầu 2. Như vậy là chúng ta bảo toàn nghe là Cu chuyển sang Cu 2 cộng cộng cho 2E. Và S từ dương xéo sang S dương 4 thì nó cộng 2E luôn. Như vậy đây là 0.35, ta nhân cho 2 là 0.7. Như vậy 0.7 chúng ta chia cho 2 lại là 0.35. Như vậy là 0.35, chúng ta nhân cho 22.4 thì nó ra được là 7.84. Thì vậy chúng ta chọn C.
V nó bằng là 0,35 nhân cho 22,4. Nó bằng 7,84 lít. Rồi câu 25 cho các phát biểu sau. Tôi biết scotoacetat đều có nguồn gốc từ cellulose. Thì câu này đúng nha. Mỡ động vật là chất béo rắn, không tan trong nước và nặng hơn nước. Câu này sai nhẹ hơn. Cái chất béo nó nhẹ hơn nước nó mới nổi trên mặt nước được. Đây. Valin và alin đều là alpha amino acid có mặt carbon không phân nhánh. Câu này sai. Cái valin á, chúng ta có 5C. Như vậy đối với này là có 4C mặt thẳng thôi, 1C nhánh NH2. Cho nên câu này sai nha. Tơ ni lông 66 có tính bay dền, dai bền và ít thấm nước nhưng kém bền bền với axit và kiềm. Đúng rồi, câu này đúng nha. Ít thấm nước nhưng mà nó không bền trong môi trường axit và kiềm, câu này đúng. Trong cơ thể người tính 1 bị thủy phân là glucose nhờ enzyme trong nước bọt và ruột non, trong nền sách giáo khoa đúng. Isoamin acetate có mùi thơm chứ chính sách giáo khoa đúng rồi. Cao su lưu hóa cao su buna thêm được cao su buna lưu hóa chứ không phải là nơi ít, không sai. Đun nóng mỡ lợn dung dịch H2NH đặc thu được xà phòng, câu này đúng. Nhỏ bề giọt dung dịch Y2 vào lát cách của khoai xuất hiện màu xanh tím, thì câu này đúng luôn. Nhỏ dung dịch galia valin và ống chứa xuất hiện màu tím, thì câu này sai. Muốn xuất hiện màu tím thì phải từ tribotit trở lên, đi với tít thì không được. Ví dụ galia valin chúng ta thì malai nữa thì nó được, còn cái đi với tít thì không. Như vậy số đáp án đúng 1, 2, 3, 4, 5, 6 đáp án đúng. Như vậy chúng ta chọn B. Rồi câu 26 cho sắt vào dung dịch hỗn hợp NaNO3HCl sau phản ứng kết thúc tôi được dung dịch ít hỗn hợp gồm có NOH2 và thạch rắn không tan, các muối dung dịch ít. Các em nhớ lưu ý là khi phản ứng oxy hóa khử của H cộng NO3 trừ thì nó sẽ ưu tiên H cộng NO3 trừ trước. Hết phản ứng này mới ưu tiên H cộng nhận điện tử tiếp. Mà chúng ta thấy nó có H2 bay ra có nghĩa là NO3 trừ là bắt buộc trong dung dịch phải hết. Như vậy NO3 trừ trong dung dịch phải hết đó, thì chúng ta sẽ loại hai cái đáp án rồi. Là B và C rồi. Còn lại rắn không tan, rắn không tan có nghĩa là sắt không tan. Mà sắt không tan không thể tồn tại sắt 3 được. Cho nên chúng ta loại luôn A, chúng ta chỉ còn D thôi.
cho dung dịch muối ít đến dư vào dung dịch muối y thu được kết tủa giách, cho giách H2O3 thu được rắn tê và khí không màu hóa nâu. Như vậy các em thấy còn thu được rắn tê có nghĩa là còn rắn có nghĩa là rắn này không tan H2O3, chúng ta dự đoán nó phải là AgCl. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án A là AgNO3 cộng ghép ECl3 là 2. Lúc này nó ra được là AgCl kết tủa cộng cho FeNO3 hai lần. FeNO3 hai lần này lại tiếp tục hưởng với bạc nitrat còn dư. Lúc này nó tạo ra sắt 3 nitrat cộng cho Ag. Như vậy cái dung chất kết tủa dết này nó gồm có Ag và AgCl. Lúc này nó chỉ tan một phần trong HNO3 thôi. Như vậy là chỉ có còn lại cái rắn T đó là AgCl. Và khí không màu ở đâu, không khí ít. Vậy lần lượt thì chúng ta chọn A. Rồi câu 28, số phát biểu đúng là câu A. Thép là hợp kim có chứa sắt từ 2 đến 5% khối lượng carbon, thì cái này là gan nha. À, thép thì hợp kim có 0,1 đến 2% thôi. Cái này là gan. Câu này sai. Bột nhôm trộn với bột oxit sắt 3 để hàn đường ray bằng phản ứng diệt nhôm này, câu này đúng. Sách giáo khoa cơ bản nha em. Dùng Na2SO3 để làm mắt kính tạm thời tính vĩnh cửu của nước. Đúng ha. Dùng bột lưu huỳnh để xử lý thủy ngân bị giải khi nhiệt kế bị vỡ, thì câu này đúng nha. Thì chúng ta do cái lưu huỳnh á nó hốt luôn cái thủy ngân ở nhiệt độ thường, cho nên lúc này nó ra chúng ta dùng thủy ngân mà nó rơi ra chúng ta dùng lưu huỳnh, chúng ta gom lại. Khi làm thí nghiệm kim loại đồng với H2O3 chúng ta thường đậy cái nút ống bằng dung dịch kiềm. Ở đây các em thấy trên cái nút ống này có H2O3 thì có NO2 bay ra rất độc, cho nên người ta cố gắng người ta tẩm cái bông dung dịch kiềm NaOH này để khi NO2 bay lên thì nó gặp NaOH này nó thử, nó tạo ra NaNO3, NaNO2 và nước. Đây là phản ứng oxy hóa khử nha. Như vậy câu này đúng luôn. Độ dinh dưỡng của phân lân được tính bằng phần trăm của B hao 5 nha. Chứ không phải là trong cái B3O4. Trong quá trình điện phân nóng chảy MgCl2 tại cathode xảy ra sự khử nước, thì cái này không phải dung dịch, điện phân dung dịch thì có sự khử nước. Còn điện phân nóng chảy thì Mg nó thành Mg luôn. Có nghĩa là nó nhận điện tử luôn ở các điện cực nóng chảy ra Mg, nó điều chế kim loại đứng trước nhôm được. Như vậy là câu này là câu sai luôn. Sụp CO2 tới dư vào vari các thành kết tủa, thì câu này đúng nha. Nếu như cái dạy ông thì chúng ta CO2 cộng cho AlO2 trừ cộng cho nước, thì chỗ này nó ra được là AlOH 3 lần cộng cho HCO3 trừ ha, HCO3 trừ.
gắn các tấm kẽm lên vỏ tàu biển bằng thép để bảo vệ bằng phương kim loại bằng phương pháp điện hóa. Thì cái vỏ tàu biển đó, em biết nó bằng sắt của carbon, cho nên em gắn thêm cái lá kẽm và nó ẩm hơn, cho nên là kẽm nó sẽ bị tan đi. Như vậy chúng ta sẽ bảo vệ được cái lớp đây là cái vỏ tàu có lớp sắt bên trong. Người ta thường hay các em ra mấy cái vỏ tàu biển á, người ta thường gắn những cái hàng cái thanh thế này đó. Thanh này có nhiệm vụ là nó giảm cái ăn mòn cái lớp vỏ tàu thép này. Thì có năm chúng ta thấy là có một số nơi á, là mua vỏ tàu nước ngoài về mà chúng ta không có để ý nước để chúng ta mua nhầm những cái vỏ tàu mà nó không có bảo vệ ăn mòn tốt, thì chỉ cần một thời gian ngắn thôi thì cái vỏ tàu này nó rất là nhanh hư. Nhật Bản rồi vân vân người ta làm rất kỹ cái này. Như vậy câu y là câu đúng nha. Như vậy số đáp án đúng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy chúng ta có 6 ý đúng. Chúng ta chọn câu C. Rồi chúng ta qua câu 29. Hỗn hợp Egm amin no ít mạch thở. Như vậy no thôi chưa biết đơn nhất hay đa nha. Este no đơn, cái này là dễ rồi. No đơn. Số mol của ít lớn hơn số mol của y. Đốt cháy hoàn toàn 0.18 mol ne cần vừa đủ 0.68 mol oxy thu được nitơ, 0.44 mol CO2, 0.64 mol nước, khối lượng của ít trong 47.68 gram hỗn hợp E lại. Đây, cái này tôi chỉ chế là cái đề minh họa quốc gia cho nó các em rèn luyện lại thêm nha. Rồi, như vậy chúng ta sẽ quy đổi cái hỗn hợp này về. Để đơn giản quy đổi E về. Do amin no chưa biết đơn hay đa, chúng ta sẽ quy về là CH4. Và este este no đơn á, chúng ta quy về HCO CH3. Chúng ta rút hết nhập CH2 ra ngoài. CH2. Ngoài ra chúng ta còn có nhóm NH. CH4 là số mol hỗn hợp của amin NH, rồi HCO CH3 và CH2 no cho nên không có hydro. Bây giờ chúng ta đưa mol lên, chúng ta đặt là A, B, NH các em đặt là C và CH2 là D. Rồi từ đây các em sẽ có cái hệ sau. Nhất là chúng ta có là A cộng B chính là mol của hỗn hợp luôn là 0.18. Số mol của CO2 lúc này là A cộng cho 2B cộng cho D thì đã bằng 0.44. Số mol của nước là 0.64,
Nước ở đây chúng ta lấy số h là chúng ta chia là hai nước. Này là 0.5 nước. Anh này là ra được hai nước. Anh này ra được một nước. Như vậy các em có là 2a cộng cho 0.5c cộng cho 2b cộng cho d thì nó bằng 0,64 nữa. Ngoài ra các em còn có số mol oxy là x cộng y chia 4 là 1 cộng cho 4 phần 4 là 2a. Này cộng y chia 4 là c chia 4 là 0 là c chia 4. X cộng y chia 4 trừ z chia 2 x là 2 cộng cho 4 chia 4 là ra 1. 2 cộng 1 là 3 trừ đi 1. Thì chúng ta còn lại là 2b. X cộng y chia 4 là 1 cộng cho 2 phần 4 là 1,5d. Thì chúng ta giải cái này nó ra, nó oxy là bằng 0,68. Rồi, thì đây các em giải ra ABCD dùm. Em nào mà không có máy tính 4 ẩn thì chúng ta giảm bớt một ẩn còn 3 thôi. ABCD, mod 5, 2 đi ha. 1 1 0 0.18, chúng ta loại mất d đi, đây dưới trừ trên là 1, 2b trừ 2b mất 0, 0,5c, 0,64 chúng ta trừ đi 0.44. Phương trình thứ ba, các em nhân cho 1,5 đi, chúng ta mất d nha. Hai trừ 1,5 là a, b đây chúng ta là 2. Trừ 1,5 nhân 2. C là C chia 4 là 1 chia 4. Không đổi. Chúng ta mất D là 0,68. Các em trừ đi 1,5. Nhân cho 44. Đúng chưa? Đó, chúng ta nhân cho 1,5. Rồi chúng ta giải ra được là 0.1, b là 0.08, em giải ra c được là 0.2, và chúng ta thế vô chúng ta tìm ra d 0.44. Các em trừ đi a là trừ 0.1, trừ đi 2b là trừ 2 nhân 0.08, đây là d là 0.18 luôn. Rồi ở đây các em lưu ý, ở đây chúng ta thấy có số mol của x lớn hơn số mol y, nên đây các em nhớ là c là 0.2 mà cái a là cái 0.1, như vậy là 0.2 chia 0.1 nó ra được là 2 chiếc amin, 2 chiếc amin.
Như vậy là nó là công thức là C. Nó là amin hai chất á. Như vậy là chúng ta có là CH4 chấm là NH2 lần. Cái số mol của nó là 0.1. Và este là HCO CH3. Chúng ta có là B mol là 0.08. Như vậy số mol của X lớn hơn số mol Y thì chúng ta thỏi nha. Làm này là ok rồi. Rồi thì đây chúng ta bơm cái nhóm CH2 vô. CH2 đây là 0.18. Rồi ở đây 0.18 á, thì nó gồm một nhóm CH2 trên một nhóm CH2 dưới luôn. Phải không? Thì 0.1 nghĩa là 0.18. Như vậy là N là... ở trên này thì chúng ta chọn N mà một luôn, một nhóm CH2. Như này cũng là một nhóm CH2 luôn. Rồi, xong rồi đó. Bây giờ chúng ta tính khối lượng của hỗn hợp này ra. Me phần 1 á nó bằng là 0.1 chúng ta nhân cho phân tử khối của CH4 cộng cho NH là 16 cộng NH là 15 đúng không? 15 nhân 2. Cộng cho nhóm CH2 là 14 nữa, thì ra 60. Cộng cho 0.08. Ở đây chúng ta 60 cộng cho 114 mới là 74. Đó. Thì cái này ra được là 0.1 nhân cho 60 cộng cho 0.08 chúng ta nhân cho 74. Nghĩa ra được là 11,92 gram. Như vậy nó hỏi khối lượng của là amin cho hỗn hợp E. Như vậy các em tam suất thôi, 11,92 gam ít á, gam E thì nó có khối lượng ít là 0.1 nhân 60. Đúng không? Đúng rồi, 0.1 60 là 6 gam. Như vậy là 47,68 gam E thì em ta có bao nhiêu gam? 47,68 chúng ta nhân cho 6, chúng ta chia cho 11,92 để ra được là 24 gram. Đó. Như vậy chúng ta chọn đáp án là câu C. Rồi, chúng ta qua câu 30 nha. Cho sơ đồ vỡ sao C8H14O4 cộng NH cho ra X1, X2 và nước. Như vậy các em lưu ý ở đây sinh ra có nước. Như vậy cái chất này chắc chắn là nó có chất axit à. Nha, nó là đồ axit. X1 cộng 24 lỏng cho ra cái này tái tạo axit là thôi, X3. X3 cộng X4 ni lông 6, bây giờ chúng ta mở cái chốt cho ni lông 6. Như vậy bên trên này chắc chắn là thằng X3 là thằng axit rồi. Như vậy muốn ni lông 6 nó là axit adipic 6C. CH2 4 lần COH. À, chúng ta muốn thành ni lông 66 thì chúng ta cộng hexametylenediamine nữa là CH2. Là NH2. Là CH2. 6 lần nữa. NH2.
Lúc này chúng ta đem trùng trùng ngưng để tạo ra ni lông 6, này là ô. Xe 2 4 lần C O N H xe 2 6 lần N H thêm N lần thì chúng ta cộng cho là 2 N nước nha, 2 axit. Đây chính là ni lông 6. Như vậy cái axit X3 này là axit adipic. Đó là CH2 6 lần. Xin lỗi, 4 lần COO. H2 lần. Về bên trên này chúng ta muốn thành X1 là phải có 6C. Như vậy nó là CH2 4 lần COO, COO thì bên này chắc chắn còn lại một H rồi, 4, 6 thì chúng ta còn lại 8C, còn lại là CH5. Như vậy là CH5OH lễ thay. Còn X1 đó, chúng ta ra muối, đó là CH2 4 lần COO nè 2 lần. Bây giờ chúng ta chọn phát biểu đúng. Các x 2, 3, 4 đều là mạch carbon không phân nhánh. Để câu này là x 2, x 3, x 4 đều là mạch carbon không phân nhánh. Câu này đúng nha. Câu đầu tiên nó đúng rồi. Vì đôi so với x 2 cao hơn axit acetic. Sai, anh con nitrit nó thấp hơn nhiệt độ sôi của axit acetic. Dung dịch X4 có thể là nguyên tiến chuyển sang màu hồng. X4 này là ba xanh xít đỏ, nguyên tiến chuyển sang màu xanh nha, màu hồng là sai. Nhiệt độ nóng chảy X3 cao hơn X1. X3 thì không thể cao hơn axit, không thể cao hơn muối của nó được. Là phân tử khối của X1 nó bự hơn rất nhiều so với X3, cho nên gọi là sai luôn. Chúng ta qua câu 31. 31 thì các em sẽ chia ra hai trường hợp nha. Trường hợp thứ nhất là OH trừ vừa đủ. Thì nó bằng là số mol của KOH cộng cho số mol của NaOH bằng 0.4 mol. Như vậy nếu OH trừ vừa đủ luôn, chúng ta chứng minh là nó bằng luôn số mol của nước sạp phản. Cho nên áp dụng bảo toàn khối lượng. Chúng ta có khối lượng của H3VO4 cộng với khối lượng của NH là 0.2 nhân 40 cộng cho 0.2 nhân 16. Chúng ta đã được là 41.4 cộng cho nước là 18 nhân 0.4. Tại đây chúng ta suy ra khối lượng của H3VO4 bằng. À, 41.4 chúng ta cộng cho 18 nhân cho 0.4 từ 0.2 nhân cho 40 từ 0.2 nhân cho 56. Chúng ta ra được là 29.4 gam. Như vậy các em suy ra số mol của V2O5 thì nó bằng số mol của H3VO4 chia 2. Em lấy 29.4 chúng ta chia cho 98 để ra được là 0.3 chia cho 2 là 0.15. Em suy ra khối lượng của V2O5 là bằng 0.15 ta nhân cho 142
để ra được là 21,3 gram. Rồi trường hợp này đúng là khỏi cần giải na, nếu không đúng thì em để trường hợp là OH trừ dư. Mà OH trừ dư thì lúc này cái rắn của nó gồm có Na cộng, Ca cộng, OH trừ dư và B43 trừ nha, chắc chắn có muối B43 trừ rồi. À, lúc này chúng ta cũng bảo mình giải bình thường nhé. Đó. Số mol của H3O4, số mol của nước bây giờ chúng ta tính ra H3O4. Ở các em cộng OH trừ, cái này là BO43 trừ cộng cho nước. Đó. Bao OH trừ 3. Như vậy H3O4 chúng ta tính nước H3O4, chúng ta giải trường hợp hai ra. Nếu mà trường hợp hai, trường hợp một không thỏa nha. Ở đây thỏa thôi, chúng ta khỏi giải nữa. Rồi chúng ta qua câu 32. Đun nóng hỗn hợp E chứa các chất có khối lượng bằng nhau, nhôm Fe2O3, CuO kết thúc phản thu được hỗn hợp rắn ít. Như vậy đây chính là phản nhiệt nhôm. Cho toàn bộ ít phản dưới HCl 2,94 mol, thu được là 141,09 gam muối và M gam rắn không tan và khí H2. Giá trị M là ở đây do cùng khối lượng, để tránh nghi M tôi đặt là A là khối lượng của ba cái hỗn hợp này. Như vậy em có nhôm á, nó phản với Fe2O3 thì chúng ta ra được là Al2O3 cộng với Fe. Chúng ta kiểm tra coi nhôm dư hay không hai lần. Al chúng ta cộng cho CuO thì chỗ này nó ra được là Al2O3 cộng cho Cu bao oxy, 3 Cu và 2 nhôm. Ở đây các em có sắt thì số mol của nó Fe2O3 là A chia cho 160. Như vậy chỗ này nhôm phản, chỗ này là A chia cho 80. CuO là A chia cho 80 chục. Chúng ta nhân cho 2 chia 3. 1 chia 80 nhân 2 chia 3 cái ra là 1 phần 200, 120. Vậy là A chia 120. Từ đây em suy ra tổng số mol nhôm phản á thì nó bằng A chia 80 cộng chia A chia cho 120 để bằng cộng cho 1 chia 80 ra được là 1 chia cho 120 ra là 1 phần 48. Như vậy là chia 48. A48 này nó sẽ bé hơn A chia cho 27. Như vậy AL vẫn còn dư. AL dư thì em thấy cái hỗn hợp lúc này nó gồm có sắt cộng và AL dư. Như vậy khi chúng ta cho HCl vào đây thì nó sẽ ra muối là AL sắt 2 cộng, AL3 cộng, Cl trừ. Và Cu không tham gia phản, cho nên lúc này Cu vẫn còn phía sau là M. Rồi, bây giờ xong rồi các em gọi bảo toàn điện tích cái này ra. Sắt ở đây các em đặt lại là viết cho nó dễ. Nhôm là Y. Và Cl trừ lúc này chúng ta có là 2,94. Bảo toàn Cl. Từ đây em chia ra cái hệ là 2x cộng cho 3y thì nó bằng 2,94
Ngoài ra chúng ta còn có khối lượng muối nữa là 56 x cộng cho 27 y, thì các em lấy 141,09. Chúng ta trừ đi 2,94 nhân cho 35,5, chỗ này ra được là 36,72. Rồi các em giải hệ rồi đó, 2, 3, 2,94, 56, 27, 36,72. Lúc này chúng ta giải là được x là bằng 0,27 mol. Y là bằng 0,8 mol. Rồi, khối lượng không tan. Bây giờ chúng ta có khối lượng muối là khối lượng của hỗn hợp và m gam rắn là đồng. Như vậy cái khối lượng của chúng ta giải từ từ cũng được nha. Số mol của khối lượng của nhôm thì nó bằng luôn khối lượng của CuO. Rồi thì đem chia luôn đi. Khối lượng của Al lúc này là Y là 0,8 nhân cho 27 là khối lượng L, thì nó bằng X nhân cho A là đặt cái này rồi số mol CuO là B rồi đó nha, số mol CuO là B. Rồi chúng ta số mol của nó nhân cho 80 thì đem chia ra B luôn. Không phẩy tám chúng ta nhân cho 27, chúng ta chia 80 và ra được là 0,27 mol, chính là số mol của CuO. Và đem chia ra khối lượng của CuO là 0,27 chúng ta nhân cho 64 ra được là 17,28 gam. Như vậy chúng ta chọn đáp án là câu B. Rồi chúng ta qua câu 33 nha. Hơi dài xíu. Đề lý thuyết hơi dài nha em. Lý do tôi cho em tổng hợp, ôn tổng hợp. Nghĩa là mình tổng hợp kiến thức hữu cơ hoặc là vô cơ. Chứ mình gọi là chưa phải là cái đề chính thức nha. Rồi. Cho hai chất hữu cơ mà thở E và S trong phân tử đều chứa một loại nhóm chức thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau theo đúng tỷ lệ mol. Trong đó MI bé hơn MX và bé hơn MZ. Như vậy C3H6O3 này thì các em sẽ có hai dạng, đó là HCO
CH2 CH2OH. Hoặc là chúng ta sẽ có là HO CH2 COO CH3 đều là tạp chất hết ha. Vậy chúng ta chọn thử MX bé MY. Xuống dưới này chúng ta cũng đun nóng như tỷ lệ là 2 mà nó vẫn ra được là ít vậy. Như vậy chúng ta thấy công thức thứ nhất á, là chỗ này nếu em triển khai cái này là C5H8 ra là nó là HCO CH2 vẫn như công thức thứ nhất nha, CH2 vẫn cho ra glycerol 1, 2, 3. Như vậy là chỗ này là OOC 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy các em còn cái này là nhóm CH3. CH3 thì không được thì gọi là CH2OH đó, thiếu một oxy rồi. Nếu chúng ta chọn chất thứ hai thì nó ra được là CH3OH thì trường hợp cái này không thỏi nha em. À, cho nên chúng ta chọn chất trường hợp thứ nhất thôi. Như vậy trường hợp thứ nhất này á thì nó ra được cái ít á, mà nếu em thêm mx lớn mi, như vậy ít mi là HCO nè là 68, mi là HCO CH2 CH2OH. Đây tính là linolicon m lớn nó là 60 62. X cái trên giống dưới, nhưng mà dắt lúc này nó là dắt này, đó là H, dắt ha. Dắt ở đây chúng ta sẽ có là HO, là CH2, CO nè. Thì đây chính là cái dắt. X cộng HCl, X ở đây là HCO nè. Cộng HCl cho ra là HCOH. Rồi bây giờ chúng ta đọc nha. E F thuộc cùng giả đồng đẳng, E và F này chắc chắn không có cùng giả đồng đẳng, nó hơn kém nhóm nhóm CH2, còn này sai rồi. Từ chất Y có thể điều chế trực tiếp axit acetic, Y là ethylene glycol thì không thể điều chế trực tiếp axit acetic được, còn này cũng sai luôn. T và E có cùng công thức đơn giản nhất, T là HCOOH, E là C3, cái này là CH2 O2 thì không cùng công thức đơn giản nha em, này sai luôn. Đốt cháy hoàn toàn một mol nhất cần 1,5 mol oxy, thì cái này em thấy là cộng cho oxy thì nó ra được là CO2 là 2CO3 cộng cho nước. Như vậy nơi này là 2 nè, 2 số 3 là 2X. Nhấn carbon lại, đây là 1 carbon. 2 là 44 trừ 1 còn lại 3CO2. Nước ở đây các em thấy nó là 3 nước, 6. Như vậy chúng ta tính oxy là ha. Tổng oxy bên này là 6, cộng cho 3 là 9. Còn 3 nó 12. 12 các em trừ đi 6, còn 6. 6 như vậy chỗ này là 3. Như vậy là 1 mol nhất ấy, thì chúng ta sẽ cần là 1/3 mol oxy. Như vậy câu này đúng ha. Câu này đúng.
Đun nóng E và F với AgNO3 đều xuất hiện cái tổ. E và F thì nó đều có cái chất trắng gương. Cho nên là đều vẫn cái tổ con này đúng. Y có thể hòa tan số OH hai lần trong dịch màu xanh lam. Đúng nha. Anh còn lên còn hai nhóm OH liền kề. Chất T có nhiều độ sôi cao hơn anh con Atlip. Đúng ha. Đây là 46, kia cũng 46 nhưng mà chất axit. Axit thì nó có carbonin cho nên nó nhiều độ sôi cao hơn. Một mol chất Z có thể phản ứng natri được mol hydro. Z này á chúng ta có một hydro linh động thôi. Như vậy chỗ này nó ra 1/2 hydro thôi. Cho nên chỗ này có khoảng là 0.5 mol hydro thì đúng. Con này sai. Như vậy số đáp án đúng chúng ta là 1, 2, 3, 4. Như vậy đáp án đúng chúng ta sẽ chọn là B. Rồi câu 34, hỗn hợp E gồm 2 triglycerid X và Y có tỷ lệ mol là 23, sản phẩm hoàn toàn E với NH thì đủ được. Hỗn hợp gồm các muối C15H31 SONA, C17H31, C17H33. Cho M gam E phản ứng với hydro dư thì thấy tối đa là 0.14 mol hydro. Mà khác đốt cháy hoàn toàn M gam E thôi được 5.3 mol CO2 và 4.96 mol nước trong việc khối khí là. Đây, bài này để đơn giản chúng ta sẽ quy về là HCO 3 lần C3H5. CH2 và H2. H2 chúng ta đã có sẵn rồi, đây là trừ 0.14 luôn. Như vậy đây chúng ta chỉ cần đặt là AB. Như là các em có cái hệ CO2 là 6A cộng cho B nó bằng 5.3. Số mol nước 28 là 4A cộng cho B trừ đi 0.14. Chúng ta được là 4.96. Thì đây em giải ra AB nha. Chúng ta ra được A là 0.1, B là 4.7, đơn vị là mol. Như vậy B là A là 0.1, chúng ta đặt cái tỷ lệ hai số mol này là 2x chia cho 3x. Thì đây các em suy ra là 2x cộng 3x thì nó bằng 0.1. Thì đây em giải ra x nha. 0.1 chúng ta chia cho 5 thì
Vậy ra được là 0.02. X bằng 0.02, như vậy số mol của chất béo X là 0.04. Chất béo Y chúng ta tính ra được là 0.06 mol. Tại đây em bảo toàn mol liên kết pi thì tổng số mol pi 0.04 cái pi trong cái X cộng cho 0.06 nhân cái liên kết pi ở trong Y thì các em bằng 0.14. Ở đây chúng ta dùng cái mod 7 chúng ta giải ra. Mod 7 nha. 0.14 trừ đi 0.06 nhân cho anh phía. Đóng ngoặc lại. Chia cho 0.04. Chúng ta cho chạy từ 1 đến 5 nha. Bước nhảy là 1. Như vậy các em giải ra luôn được là bi y. Thì nó bằng 1. Còn bx chỉ một giá trị ra. Y là 1, x là x bằng 2. Như vậy hợp chất hữu cơ y này nó có 1 nhân kích pi thôi. 1 nhân kích pi, như vậy chất béo chúng ta sẽ suy ra được y ha. Còn x thì chúng ta chưa biết. Thì đem suy ra y thì nó có cấu tạo thế này, đó là C15H31CO1bi, thì cái này nó là hai lần, gốc còn lại chắc chắn là C17H33 rồi, một bi thôi, CO C3H5. Như vậy phân tử khối của y này chúng ta bấm thử cho bao nhiêu ha. 15 nhân cho 12 cộng 31 cộng cho 44 nhân cho 2 cộng cho 17 nhân cho 12 cộng 33 cộng cho 44 cộng 41 thì ra được là 3832. Như vậy em tính ra khối lượng của y là bằng là 0.06, chúng ta nhân cho 832 là bằng 0.06 nhân cho 832 là 49.92 gam. Rồi khối lượng của x á, thì chúng ta lấy khối lượng của hỗn hợp, chúng ta trừ đi khối lượng của y mà hỗn hợp bây giờ á, chúng ta có sẵn rồi. 176A cộng cho 14B trừ đi 0.14 nhân cho 2. Chúng ta trừ đi khối lượng y là 49.92. 176A là 176 nhân cho 0.1 cộng 14B, 14 nhân cho 4.7 trừ đi 0.14 nhân 2 trừ đi 49.92, chúng ta được là 33.2 gam. Rồi từ đây em suy ra m lớn của x, phân tử khối của x nó bằng là 33.2 chúng ta chia cho 0.04 bằng chia 0.04 để ra được là 830. Như vậy chúng ta chọn đáp án là câu A.
Rồi chúng ta qua câu tiếp theo là câu 35 cho các thí nghiệm sau. Sao Hỡi hoàn toàn số thí nghiệm có sự hòa tan chắc chắn. Như vậy là HCl3 là rắn, còn HCl là được. Na với Al thì em thấy nếu mà tỷ lệ là 1:1 thì hai nhôm với hai Na để ra được muối, nếu mà sản phẩm tan hết Na lậu 2 thì tan hết. Cái này được luôn. Cho Ag thì không phản, không hòa tan. Na vào nó phản với nước được nha. Cho Su phản tỷ lệ là 2:1. Như vậy là Su sẽ cộng là 2+3. Lúc này Su nó sẽ tan hết. Su sẽ là 2 cộng cái FeCl2 hay là như một mol này 2 mol+3 là nó sẽ tan hết trong nước dư. Như vậy là số thí nghiệm có sự hòa tan chắc rắn chúng ta có là 1, 2, 3, 4. Chúng ta chọn B. Rồi câu 36. Trong các thí nghiệm trên số thí nghiệm ăn mòn điện hóa học là gan gồm sắt, carbon có môi trường điện ly là H2O4 lỏng được. Sắt thì vẫn là không có kim loại bám lên hết ha. Chúng ta không được. Nhôm đẩy đồng ra, để đồng bám lên thanh nhôm, lúc này hình thành nên cái viên điện hóa được nha. Sắt đẩy đồng, đồng bám lên sắt. Đó. Như vậy là thanh đồng nó sinh ra nó bám lên thanh sắt. Sắt này nó tan ra một phần. Thì tại vì dưới tiếp giáp này nó hai cái kim loại khác nhau, hai kim loại tiếp xúc trận dịch chất điện ly đó là dung dịch đồng nitrat, cho nên chúng ta chọn được luôn. Al và sắt tác dụng với này là ăn mòn hóa học không phải là ăn mòn điện hóa, không sai luôn. Hợp kim Au với Ag và HCl thì chắc chắn là không được rồi. Au với Ag nó không tan với HCl, hai này nó đứng sau cực bền nên làm sao có ăn mòn điện hóa được, cái này chúng ta cũng không chọn luôn. Như vậy đáp án chúng ta là câu D. Câu 37 để cho biết đưa 1 gam nước lên 1 độ C là cần 4,118 joule. Đun sôi 1 lít nước từ 125 độ C đến 100 độ C thì cần bao nhiêu lít khí butan? Biết rằng 1 mol butan cháy thì nó tỏa ra một lượng nhiệt này. Thì chúng ta có rồi. Chúng ta có 1 lít đó. Thì là lít nó bằng 1.000 ml, mà khối lượng riêng của nước á, D của nước á, chúng ta có là xem như là 1 gam trên ml, thì đem suy ra khối lượng của nước á, thì nó bằng là 1.000 gam luôn. Rồi từ đây chúng ta suy ra 1 gam nước thì nó cần nhiệt lượng nhiêu, 1.000 gam thì cần nhiệt lượng bao nhiêu. Như vậy cái quy nhiệt lượng mà cái bình nước này nó cần
ở vị là thu vào á, chúng ta cái nước cần là 1.000, em nhân cho nhiệt độ trên là 1 độ C là 100, chứ em trừ đi 25 độ C, chúng ta nhân cho một cái nhiệt lượng của nó là 418, 4,184, thì đây chính là cái lượng nhiệt mà cần để đun một sôi cái bình nước này. 1.000 chúng ta nhân cho 75 nhân cho 4,184, chúng ta đã được là 313.800. Đơn gì là vui. Bây giờ chúng ta tham suất coi, thì cứ 1 mol butan thì có bao nhiêu joule, thì bây giờ chúng ta ngược lại là 2870.2 nhân 13 joule thì chúng ta ra được là bao nhiêu. Đây là 1 mol butan thì ra được bao nhiêu. Bây giờ chúng ta tìm ít. Để ra được là 3.300 mấy em. 313 cần đúng nha. 313 800. Đó. Như vậy chúng ta giải ít bằng. Chúng ta chia cho mở là 2870.2 là nhân cho 13, không hoặc lại ta nhân cho 22,4 thì nó ra được là gần bằng là 2,449. Như vậy chúng ta chọn đáp án câu A. Ở em nhân cho 22,4 nha, chia ra ít nhân cho 22,4 thì ra được là 2,449 gì đấy, đúng không? Đúng rồi, đích. Chúng ta chọn câu A. Rồi, cho sơ đồ chuyển hóa X cộng cho CO2 nước cho ra Y cộng là H2O4 rồi X cộng cho ra T cộng với Y cho ra X. Như vậy ở đây cái giải này chúng ta thấy là cái CO2 cộng nước này chắc chắn là khả năng là cao là N2SO3 rồi nha. Thì đây ra được là NaHCO3. NaHCO3 chỗ này cộng ra được là N2O4. Cộng BOH 2 lần chỗ này ra được là NaOH. Đó, chúng ta cộng Y là NaNO3. Xin lỗi, NaHCO3. Để ra được X là Na2SO3. Như vậy đáp án chúng ta thỏa là câu C. Rồi, câu 39. Sau mùa thu hoạch, nông dân cần phân bón dinh dưỡng gồm 120,16 kg nitơ, 46,26 kg phosphor, 24,96 kg kali. Sau khi đã bón mảnh vườn 376 kg loại phân bón trên bao bì 16-16-8, cung cấp đất nông dân, ít kg phân đạm, ure 98,5%, phần còn lại là thành chất 0,9 liter
và y kg số bè phát phát kép 69,62%. Về tìm giá trị x y là rồi chúng ta vận dụng các bảo toàn này. Bảo toàn nitơ là khối lượng cái nitơ thì nó bằng là 120,16 kg. Bằng luôn khối lượng của phân NPK là 0,16% nitơ là 0,16. Chúng ta nhân cho là 376. Cộng với khối lượng nitơ ở trong này là chúng ta phải chuyển đổi nha. Ure ở đây là bao nhiêu à? Là NH2 là 16 nhân 2. Tổng số là 28. Là 60. Như vậy em tính cái số mol của N2CO ô ra. Giờ chúng ta đưa thử nha. Là chiếm 98% cái ure này. Như vậy khối lượng của ure này thực tế là 0,985 x là khối lượng của nó, chúng ta chia cho 60 rồi là số mol của nó, ta nhân cho 2 và nhân cho nitơ là 14 nữa. Đó là chúng ta ra khối lượng của nitơ. Tương tự cho khối lượng phosphor ta bằng 46,26 thì nó bằng tổng khối pho ở trong NPK là 16% pH5, như vậy là 0,16. Em nhân ra 376 ra khối lượng của pH5, em chia cho 142 ra số mol của pH5, em nhân cho 2 là ra số mol của B, nhân cho 31 là khối lượng B. Cộng với khối lượng phốt pho phía sau là chúng ta lấy Y là 0,6962 Y là khối lượng của Ca34, chúng ta chia cho phân tử khối của nó là nhiêu? 40 cộng cho 4 cộng cho 31 nhân 2 cộng cho 16 nhân 8 là 234. Thì chúng ta đã được mol của CaH24 hai lần. Rồi chúng ta nhân cho 2 là số mol của phốt pho, chúng ta nhân cho 31 là khối lượng phốt pho. Là phương trình thứ hai. Rồi, sau cái phương trình trên chúng ta rút ra x bằng là 120,16. Em trừ đi 0,16, chúng ta nhân cho 376. Nhân cho 60. Nhân bằng 376 đúng chưa? Rồi. Nhân cho 60. Ghi ra mẫu mật 0,985 nhân cho 2 nhân cho 14 đóng ngoặc lại.
chúng ta được là 130,53. Bây giờ chúng ta tìm y nữa, từ phương trình dưới dạy y 46,26 trừ 0,16 nhân cho 376 nhân 2 nhân 31 ta chia cho 142 nhân cho 234 chúng ta chia cho mở ngoặc là 0,6962 nhân cho 2 nhân 31. Lúc này chúng ta để đây là gần bằng là 108,38. Như vậy x cộng y ở đây chúng ta có là 108,38. Chúng ta cộng 130,53. Để ra được gần bằng là 238,91. Như vậy chúng ta còn bằng gần bằng là câu D nha. X cộng y đã bằng 238,91 kg. Rồi chúng ta qua câu cuối cùng là câu 40. Hòa tan 41,12 gam hỗn hợp gồm Na, Na, HO, Ba, Bo vào nước được 4,48 hydro. Ở đây chúng ta có số mol hydro là 0,2 mol. Thu được dung dịch ít sục VnSO2 dung dịch ít là 31,52. Chúng ta chia ra 1,97. Như đây là 0,16 mol. Kết tổ và dung dịch y cho HCl từ từ vào y thu được ta tích của CO2 thuộc hợp với dưới như sau. Rồi chúng ta lưu ý chỗ này. Chúng ta sẽ quy đổi nó về Na, Ba và Oxy. Là lúc này chúng ta sẽ ra hỗn hợp là NaOH BaOH hai lần. Vì đó các em chụp cái CO2 vô. Thì này chúng ta được là BaCO3 kết tủa cái trắng này. Chúng ta có 0,16 mol. Bây giờ ở đây các em thấy nè. Ở đây nếu mà còn cái nếu mà dung dịch không chứa Na2CO3 thì khi cho HCl vào nó sẽ thoát khí ngay. Em thấy có một đoạn đến giá trị là A này. Này là A nha, là nó mới thoát khí, chứng tỏ một điều là dung dịch nó sẽ chứa Na2CO3. Na2CO3 thì chắc chắn BaCO3 nó phải hết để không có kết tổ tiếp, và như vậy là tất cả bari này nó sẽ chui hết vào BaCO3. Rồi điều lưu ý thứ hai, chỗ này chúng ta thấy cái theo cái đồ thị vẽ nha, thì đây là 1,6A. Tại đây các em thấy cái đồ thị nó sẽ gấp đôi lần cái thể tích của CO2, gấp hơn 2. Như vậy chúng ta dự đoán về đồ thị, chúng ta dự đoán là nào á, như đó. Rồi vậy là xong. Vì chúng ta sẽ có là số mol của NaOH trung hòa HCl một phần NaCl cộng với nước
n2SO3 cộng cho HCl. Lúc này nó qua là H2SO3 trước cộng cho NaCl. Sau đó NaHCO3 mới cộng tiếp HCl. Cái này ra được là NaCl. CO2 lúc này mới thoát ra và nước. Rồi ở đây chúng ta có A là gì và thoát khí. Như vậy số mol HCl là 1,6 A. Như vậy các em đặt ở đây cái là 2SO3 là ít mol, là rất là ít mol nha. Về tổng HCl ở đây chúng ta sẽ có là 2SO3 lúc này là ít, HCl ở đây cũng là ít, NaOH lúc này là y, HCl là y, NaHCO3 sinh ra đây là ít. Như vậy chúng ta có ít, HCl là ít. Đem suy ra là giai đoạn đầu chưa có thoát khí là ít cộng y bằng A. Và tổng luôn thoát khí là 1,6A. Như vậy là y cộng cho 2X. Rồi, thì đem suy ra là x á, lấy dưới trừ trên chúng ta được là x là 0.6a, y là 0.4a. Đây là 0.6a, y là bằng 0.4a. Như vậy tổng số mol của natri á, lúc ban đầu em thấy là đây là 0.6a nhân 2 là 1,2 cộng 0.4. Như vậy là 0.6 nhân cho 2 cộng cho 0.4 để ra được là 1.6. Đúng không? 1.6A luôn. Như vậy natri đầu là 1.6, bari không đổi, chỗ này là 0.16. Oxy các em 1.6A nha. Chúng ta không biết gì oxy, chúng ta đặt là B. Thì đây các em có cái hệ thứ nhất là bảo toàn E. Thì chúng ta có 1.6A cộng cho 0.16 nhân cho 2 thì nó bằng 2B cộng 2 lần số mol H2 là 2 nhân 0.2. Trình thứ hai là khối lượng hỗn hợp nữa là 23 nhân cho 1.6A cộng cho 0.16 chúng ta nhân cho 137 cộng cho 16B. Lúc này các em bằng là 41,12. Và chúng ta giải cái hệ ra.
Này là 16B đúng không? Bốn mươi mốt phẩy mười hai gam trừ thì 0.16 ta nhân thành 1537. Rồi chúng ta ra x là bằng a là bằng 0.4. B chúng ta dạy là 0.28. Như vậy nó hỏi giá trị của V. V lít có nghĩa là V lít của CO2 này. Như vậy các em dùng một bảo toàn nữa là chúng ta bảo toàn carbon nha. Số mol của CO2 thì nó bằng mol BaCO3 là 0.16. Chúng ta trừ 0.6 a là xin lỗi cộng cho 0.6 a là 0.6 chúng ta nhân cho 0.4 là bằng tổng số C. Như sau chúng ta bằng 0.16 cộng cho 0.6 nhân cho 0.4 chúng ta được là 0.0384. Em nhân cho 22,4. Xin lỗi, 0.16 cộng cho 0.6 nhân cho 0.4. 0.4 xin lỗi, 0.4. Nhân cho 22,4. Chúng ta được là 8,96 lít. Như vậy các em chọn đáp án đi. Vậy chúng ta chọn đáp án D ha. Rồi, xin chào các em. Thì chúng ta đã giải xong cái đề. Cái đề này tương đối dài nha, do quá trình tổng hợp nó nhiều cái kiến thức tổng hợp lại, cho nên nó hơi dài xíu và quá trình xử lý nó cũng hơi chậm xíu. Thực tế vô phòng thi chúng ta sẽ xử lý nhanh hơn. Bài tập nó ít những cái bài tập mà nó dài dặn như vậy. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong đề tiếp theo. Nhớ chia sẻ cho các bạn cùng xem. Rồi xin chào các em.